Vâng, và bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn, bắt đầu. Bây giờ võ sư Cường Nguyên chúng ta, anh biểu diễn cho chúng ta màn biểu diễn thái cực kiếm. Anh đang cầm trên tay là một cây kiếm nhật của một tên võ sĩ đạo. Vâng, thứ hai, Cường Nguyên biểu diễn võ thuật biểu diễn. Anh đang múa kiếm của chúng ta. Vâng, thứ hai, trải qua bao nhiêu lần, bao nhiêu kinh nghiệm anh mới rút ra được bài học. Thứ hai, vâng, anh đang xoay kiếm, động tác mà một người học võ hay làm. Màn biểu diễn chỉ là ảo giác của anh. Action nhá. Action.